Chào các em, trong phần thí nghiệm hôm nay thầy thử làm cho chúng ta cái thí nghiệm ảo, đó là phản ứng giữa nhôm và brom. Thì chúng ta coi như phản ứng này xảy ra như thế nào nha. Đầu tiên chúng ta chuẩn bị hai cốc. Thầy muốn chúng ta so sánh được. Một cốc thầy chuẩn bị nhôm, một cốc thầy chuẩn bị brom. Nhôm. Cốc thứ nhất chuẩn bị nhôm. Đây. Thầy cho cốc này vào cốc này 1 mol nhôm. Rồi. Cốc thứ hai thầy chuẩn bị brom. Brom đây. Cũng 1 mol brom luôn. Đối với cốc thứ nhất thì thầy cho brom vào, đó cốc thứ hai thầy cho nhôm vào. Có nghĩa là chúng ta làm ngược, hai thí nghiệm ngược với nhau. Một thí nghiệm là cho nhôm trước và brom sau, một thí nghiệm cho brom trước nhôm sau. Coi nó phản ứng xảy ra như thế nào. Rồi cấp thứ nhất thầy sẽ cho brom vào, cho 1 mol brom vào. Coi phản ứng xảy ra như thế nào.